Tổng cục Quản lý Thị trường Bộ Công Thương vừa phối hợp Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động và Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an đột kích tổng kho hàng lậu hơn 10.000 m2 tại 145 Hoàng Diệu, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai. Kho hàng lậu do Trần Thành Phú sinh năm 1992, trú tại Lào Cai và em gái điều hành. Các đơn vị chức năng phải mất hơn 6 tháng điều tra theo dõi để khám phá kho hàng lậu này. Thời điểm lực lượng chức năng ập vào trong kho hàng có 3 nhân viên được thuê để thay nhau livestream trên các tài khoản Facebook có tên Trần Thành Phú, Phú Nông Dân, Thảo Trần, Giày Đồng Giá. Các mặt hàng tại kho này đều là giày dép, kính mắt, đồng hồ, hàng tiêu dùng, mỹ phẩm nhập lậu hoặc có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng thế giới như Louis Vuitton, Gucci, Chanel, Adidas. Kho hàng được bố trí quy mô thành nhiều khu. Khu nhập hàng, khu chứa hàng, khu bán hàng và phòng để các nhân viên tổ chức livestream bán hàng. Trong kho thường xuyên bố trí 3 đến 5 nhân viên chuyên livestream cùng gần 40 nhân viên ngồi máy tính chốt đơn hàng. Mỗi ngày, kho hàng này chốt được khoảng 1.000 đơn hàng, mỗi đơn hàng trung bình 2 đến 3 sản phẩm. Ước tính mỗi tháng có khoảng 90.000 sản phẩm được bán ra thị trường, doanh thu khoảng hơn 10 tỷ đồng một tháng. Các đơn hàng sẽ được đóng gói cẩn thận để gửi đi khắp cả nước thông qua các hãng chuyển phát lớn. Đáng nói, thời điểm lực lượng chức năng đột kích kho hàng lậu này, nhiều hàng xóm xung quanh tỏ ra sững sờ vì lâu nay không ai biết về sự tồn tại một kho hàng lậu quy mô lớn đến vậy ngay tại nơi mình sinh sống. Theo một số người dân, với diện tích hơn 10.000 m2, kho hàng này còn lớn hơn chợ Cốc Lếu, tiền thuê kho cũng phải vài trăm triệu một tháng. Bên ngoài kho hàng vẫn gắn biển công ty Thiên Lợi Hòa, doanh nghiệp liên quan đến vụ buôn lậu thuốc lá chấn động một thời tại Lào Cai cách đây hơn 10 năm, kéo theo một phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và 25 bị cáo vướng vòng lao lý. Kho hàng lậu hơn 10.000 m2 được rào chắn, cửa khóa then cài, có bảo vệ và chó béc dê canh gác. Chủ yếu bán hàng qua hình thức livestream trên Facebook nên người ngoài không hề hay biết. Về chủ nhân của kho hàng, hàng xóm cũng tỏ ra bất ngờ vì nam thanh niên này ở cách đó không xa, ngay trục đường đối diện với kho. Dù trẻ tuổi nhưng nhìn bề ngoài người này rất giàu có, thường ngồi trên những chiếc xe siêu sang như Range Rover, Mercedes Maybach. Tổng cục Quản lý Thị trường đánh giá đây là hoạt động có đường dây, ổ nhóm được bố trí chuyên nghiệp, tổ chức thành các nhóm chuyên môn hóa từng khâu, phân công giữa các thành viên phối hợp nhịp nhàng. Hoạt động kinh doanh này chỉ có thể triển khai được nhờ lợi dụng triệt để việc bán hàng trên các nền tảng Internet, bao gồm cả bán buôn, bán lẻ. Việc đầu tư các trang thiết bị livestream cũng rất rẻ tiền, thô sơ, nhưng được thúc đẩy bởi các nền tảng mạng xã hội của thế giới nên mang lại hiệu quả chốt đơn hàng rất cao. Hiện toàn bộ kho hàng đã bị thu giữ và kiểm đếm để xử lý nhóm đối tượng theo quy định của pháp luật.